Ngày 13 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận về phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng thông tin, trên địa bàn quận có 1.587 ca F0, cụ thể có 939 người đang điều trị, 628 người, gần 40% đã điều trị xong. Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong lưu ý, quận xác định phạm vi phong tỏa cho phù hợp trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu các khu phong tỏa phải đảm bảo trong chặt, ngoài chặt, tránh tình trạng trong lỏng, ngoài chặt. Trong quản lý F0, đồng chí Nguyễn Thành Phong lưu ý, quận đặc biệt quan tâm tới các ca có triệu chứng nặng và có bệnh nền. Sự quan tâm kịp thời sẽ giúp giành lại mạng sống của từng con người. Đồng chí gợi mở, quận Phú Nhuận cần quản lý F0 tại nhà theo từng nhóm địa chỉ, có sự tư vấn hỗ trợ chu đáo và có tổ phản ứng nhanh để bám sát thực tế các trường hợp F0. Trong chăm lo cho người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chỉ đạo quận Phú Nhuận phải đảm bảo chăm lo cho người dân ở các tỉnh thành đang sinh sống trên địa bàn, không phân biệt người dân thành phố Hồ Chí Minh hay là người của địa phương khác sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, ngày 15 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh kết thúc đợt giãn cách và thành phố sẽ có kế hoạch chi tiết về phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian sắp tới. Phấn đấu đến ngày 15 tháng 9 sẽ kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tới thăm các hộ dân trong hẻm 694 Nguyễn Kiệm, hẻm vùng xanh thuộc tổ dân phố 9, khu phố 2, phường 4, quận Phú Nhuận. Đồng chí cũng đến thị sát Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 số 1 đặt tại trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận, số 5 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận. Trân trọng và thấu hiểu nỗ lực lớn của các y bác sĩ, đồng chí cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đã có gói hỗ trợ đối với đội ngũ y bác sĩ nói riêng và lực lượng tuyến đầu chống dịch nói chung.